Bạch Thế Tôn sao gọi là Đại Bồ Tát thường nên xa lìa chấp ngã cho đến chấp kiến giả? Thiện hiện Đại Bồ Tát quán ngã cho đến kiến giả hoàn toàn chẳng có, thì đây là Đại Bồ Tát thường nên xa lìa chấp ngã cho đến chấp kiến giả, vì sao vì tự tánh của ngã cho đến kiến giả bất khả đắc. Bạch Thế Tôn sao gọi là Đại Bồ Tát thường nên xa lìa chấp đoạn? thiện hiện nếu Đại Bồ Tát quán tất cả pháp tánh không thể đoạn thì đây là Đại Bồ Tát thường nên xa lìa chấp đoạn. Vì sao? Vì nghĩa của tất cả pháp hoàn toàn không sanh không đoạn. Bạch Thế Tôn sao gọi là Đại Bồ Tát thường nên xa lìa chấp thường? Thiện hiện nếu Đại Bồ Tát quán tánh tất cả pháp là thường chẳng có thì đây là Đại Bồ Tát thường nên xa lìa chấp thường. Vì sao? Vì tất cả pháp không sanh không diệt chẳng đoạn thường bạch thế tôn sao gọi là đại bồ tát thường nên xa lìa tưởng tướng thiện hiện nếu đại bồ tát quán pháp tạp nhiễm hoàn toàn chẳng có thì đây là đại bồ tát thường nên xa lìa tưởng tướng vì sao vì pháp tạp nhiễm tánh nó vốn xa lìa bạch thế tôn sao gọi là đại bồ tát thường nên xa lìa chấp kiến thiện hiện nếu đại bồ tát không thấy có tự tánh của các kiến thì đây là đại bồ tát thường nên xa lìa chấp kiến vì sao? vì chỗ thấy của các pháp bất khả đắc. bạch thế tôn, sao gọi là đại bồ tát thường nên xa lìa chấp danh sắc? thiện hiện, nếu đại bồ tát quán tánh của danh sắc hoàn toàn vô sở hữu, thì đây là đại bồ tát thường nên xa lìa chấp danh sắc. vì sao? vì danh sắc chân thật bất khả đắc. bạch thế tôn, sao gọi là đại bồ tát thường nên xa lìa chấp uẩn? thiện hiện nếu đại bồ tát quán tánh các uẩn hoàn toàn vô sở hữu thì đây là đại bồ tát thường nên xa lìa chấp uẩn vì sao vì tánh của pháp tích tụ bất khả đắc bạch thế tôn sao gọi là đại bồ tát thường nên xa lìa chấp xứ thiện hiện nếu đại bồ tát quán tánh các xứ hoàn toàn vô sở hữu thì đây là đại bồ tát thường nên xa lìa chấp xứ vì sao vì tánh pháp sanh môn bất khả đắc Bạch Thế Tôn sao gọi là Đại Bồ Tát thường nên xa lìa chấp giới. Thiện hiện nếu Đại Bồ Tát quán tánh các giới hoàn toàn vô sở hữu, thì đây là Đại Bồ Tát thường nên xa lìa chấp giới. Vì sao? Vì tánh pháp trụ trì bất khả đắc. Bạch Thế Tôn sao gọi là Đại Bồ Tát thường nên xa lìa chấp nghĩa chân thật. Thiện hiện nếu Đại Bồ Tát quán tánh các nghĩa chân thật hoàn toàn vô sở hữu, thì đây là Đại Bồ Tát thường nên xa lìa chấp nghĩa chân thật vì sao vì pháp chẳng phải hư dối bất khả đắc bạch thế tôn sao gọi là đại bồ tát thường nên xa lìa chấp duyên khởi thiện hiện nếu đại bồ tát quán tánh duyên khởi đều vô sở hữu thì đây là đại bồ tát thường nên xa lìa chấp duyên khởi vì sao vì pháp vô minh vân vân bất khả đắc bạch thế tôn sao gọi là đại bồ tát thường nên xa lìa chấp trước trụ ba cõi thiện hiện nếu Đại Bồ Tát quán tánh ba cõi đều vô sở hữu, thì đây là Đại Bồ Tát thường nên xa lìa chấp trước trụ ba cõi. Vì sao? Vì sự ràng buộc ba cõi bất khả đắc. Bạch Thế Tôn sao gọi là Đại Bồ Tát thường nên xa lìa chấp tất cả Pháp? Thiện hiện nếu Đại Bồ Tát quán tánh các Pháp đều vô sở hữu, thì đây là Đại Bồ Tát thường nên xa lìa chấp tất cả Pháp. Vì sao? Vì tự tánh của các Pháp chỉ là giả dụ, thiết lập đều giống như hư không bất khả đắc. Bạch Thế Tôn sao gọi là Đại Bồ Tát thường nên xa lìa sự chấp đối với tất cả Pháp như lý hoặc bất như lý. Thiện hiện nếu Đại Bồ Tát quan tánh tất cả Pháp không có là đúng lý, không đúng lý, thì đây là Đại Bồ Tát thường nên xa lìa sự chấp đối với tất cả Pháp như lý hoặc bất như lý. Vì sao? Vì các Pháp như vậy bất khả đắc bạch thế tôn sao gọi là đại bồ tát thường nên xa lìa chấp dựa vào việc thấy phật thiện hiện nếu đại bồ tát chỉ biết dựa vào việc thấy phật thì không được thấy phật thì đây là đại bồ tát thường nên xa lìa chấp dựa vào việc thấy phật vì sao vì tự tánh chân như phật không thể thấy bạch thế tôn sao gọi là đại bồ tát thường nên xa lìa chấp dựa vào việc thấy pháp thiện hiện nếu đại bồ tát chỉ biết dựa vào việc thấy pháp thì không được thấy pháp thì đây là đại bồ tát thường nên xa lìa chấp dựa vào việc thấy pháp vì sao vì tự tánh chân như của pháp không thể thấy bạch thế tôn sao gọi là đại bồ tát thường nên xa lìa chấp dựa vào việc thấy tăng thiện hiện nếu đại bồ tát chỉ biết dựa vào việc thấy tăng thì không được thấy tăng thì đây là đại bồ tát thường nên xa lìa chấp dựa vào việc thấy tăng vì sao vì tự tánh chân như của tăng vô tướng vô vi không thể thấy Bạch Thế Tôn sao gọi là Đại Bồ Tát thường nên xa lìa chấp dựa vào việc thế giới. Thiện hiện nếu Đại Bồ Tát chỉ biết tánh tội phước đầy đủ chẳng thật có, thì đây là Đại Bồ Tát thường nên xa lìa chấp dựa vào việc thế giới. Vì sao? Vì tội hoặc phước chỉ giả dụ thiết lập bất khả đắc bạch thế tôn sao gọi là đại bồ tát thường nên xa lìa chấp dựa vào việc thấy không thiện hiện nếu đại bồ tát quán các pháp là không đều vô sở hữu không thể xem thấy thì đây là đại bồ tát thường nên xa lìa chấp dựa vào việc thấy không vì sao vì tự tánh của không chẳng có chẳng không không thể thấy bạch thế tôn sao gọi là đại bồ tát thường nên ra lìa nhàm chán sợ hãi tánh không thiện hiện nếu đại bồ tát quán tất cả pháp tự tánh đều không chẳng phải không cùng với không có sự trống trái cho nên việc nhàm chán sợ hãi đều bất khả đắc. Thì đây là Đại Bồ Tát thường nên xa lìa nhàm chán sợ hãi tánh không. Vì sao? Vì các pháp tánh hoặc sự nhàm chán sợ hãi là không, chẳng có pháp tánh, không nên nhàm chán sợ hãi. Bạch Thế Tôn sao gọi là Đại Bồ Tát thường được viên mãn thông đạt pháp không? Thiện hiện nếu Đại Bồ Tát biết tất cả pháp tự tướng đều không, thì đây là Đại Bồ Tát thường được viên mãn thông đạt pháp không bạch thế tôn sao gọi là đại bồ tát thường được viên mãn chứng đắc vô tướng thiện hiện nếu đại bồ tát không suy nghĩ tất cả tướng thì đây là đại bồ tát thường được viên mãn chứng đắc vô tướng bạch thế tôn sao gọi là đại bồ tát thường được viên mãn liễu chi vô nguyện thiện hiện đại bồ tát đối với pháp trong ba cõi tâm không chỗ trụ thì đây là đại bồ tát thường được viên mãn liễu chi vô nguyện bạch thế tôn sao gọi là đại bồ tát thường được viên mãn thanh tịnh ba luân thiện hiện nếu đại bồ tát viên mãn thanh tịnh mười thiện nghiệp đạo thì đây là đại bồ tát thường được viên mãn thanh tịnh ba luân bạch thế tôn sao gọi là đại bồ tát thường được viên mãn thương xót hữu tình và đối với loài hữu tình không có chỗ chấp trước hiện hiện đại bồ tát đã được đại bi và làm trang nghiêm tịnh độ đều không chỗ chấp trước thì đây là đại bồ tát thường được viên mãn thương xót hữu tình và đối với loài hữu tình không có chỗ chấp trước bạch thế tôn sao gọi là đại bồ tát thường được viên mãn thấy tánh bình đẳng đối với tất cả pháp và không chấp trước những điều trong đó